Anh trai ơi, ơi là anh trai hãy đi về đi. Nguồn nước chỗ này hiện tại bây giờ đang bị nhiễm độc đó các bạn, mà anh trai đó vẫn còn câu cá. Đây các bạn nhìn nè, cá chết quá chừng luôn. Anh trai ơi, đi về nhà đi anh trai. Nguồn nước chỗ này bị nhiễm độc, cho nên là cá sẽ không thể nào ăn được đâu. Mọi người đừng có ăn cá chỗ này nha. Ui, cá chết quá chừng luôn các bạn. Ơ, anh trai kia không chịu về à? Còn đứng ở đó nữa chứ. Đi về nhà nhanh lên trai. Em cảnh báo 2 lần rồi đó nha. Không chịu về là em lấy cây đó. Đúng rồi anh trai ơi. Lấy cây và gõ vào lưng anh trai đi. Này nha, không chịu về nè. Mình có ý tốt thôi các bạn ơi, mà tại sao mọi người đuổi theo đánh mình? Ơ, cái gì vậy? Ồ, anh trai kia, các bạn nhìn kìa. Cây cứu thật sự luôn các bạn ơi. Tư Tú ở đằng kia mà đang định đuổi theo đánh mình chứ. Thôi, mình không muốn đánh nhau với mọi người đâu các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè, cá chết quá chừng luôn. Rồi anh trai nữa, đi về nhà nhanh lên đi anh trai ơi. Rồi, ông bác, xuống xe đi ông bác. Xuống xe đi ông bác ơi. Để mình thể hiện kỹ năng đặc biệt của mình cho các bạn xem nha. Này thì câu cá không chịu về nè. Này thì câu cá. Câu cá không chịu về nè. Câu cá không chịu về nè. Đạp cho cắm mỏ xuống nước luôn các bạn. Ui, chỗ này cũng như vậy luôn các bạn ơi. Cá chết quá chừng nè. Được rồi, bây giờ mình sẽ cùng với lại là ông chú của mình đi đến một cái khu công nghiệp ở đây để cho mình xem thử ha. Có thể là chỗ đó đang thải nguồn nước thải xuống này đó các bạn ơi, và làm cho nguồn nước chỗ này bị ô nhiễm ha. Được rồi ông chú ơi. Ôi, anh trai kia nữa, chưa chịu về hả? Mình đã cảnh báo rồi mà. Đi về nhà đi anh trai ơi. Đi về nhà đi anh trai ơi. Mình nói rồi mà không chịu nghe. Một chút xíu nữa mình quay lại là tới công chuyện với mình luôn nha. À, đuổi thì đánh mình hả? Này thì đánh mình nè. Này thì đánh mình nè. Đánh mình nè. Gõ một pháo một vào lưng thì đừng hỏi tại sao lại đau nha. Mình đã cảnh báo rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau đi đến một cái khu công nghiệp đó ha. Tụi mình sẽ tìm ra nguyên nhân vì sao mà nước chỗ này bị ô nhiễm nha các bạn. Có thể là khu công nghiệp đó đã đưa một cái đường ống xuống gần ở đây và thải nước thải ra ngoài đó các bạn ơi. Chỉ cần mình chụp được tấm hình thôi, rồi sau đó mình gửi cho cảnh sát. Cảnh sát sẽ đến đây và làm việc với lại cái khu công nghiệp đó ha. Được rồi ông chú. Ông chú có đem theo vũ khí hay là không vậy? Mình có một cây gậy và ông chú này cũng có một cây gậy nha các bạn. Rồi, tụi mình đang trên đường đi đến một cái khu công nghiệp đó ha. Ngay phía trước mặt mình luôn các bạn ơi. Chỗ này lúc trước là trung tâm phòng thí nghiệm nguy hiểm ha. Nhưng mà hiện tại bây giờ đã thành khu công nghiệp rồi các bạn ơi. Cho nên mình nghĩ chỗ này có thể là đang xả nước thải ra ngoài đó các bạn. Ok, để mình đứng đây mình xem đã. Theo mình nhớ hình như chỗ này có mấy anh trai bảo vệ này các bạn ơi. Đó. Này thì nhân viên bảo vệ nè. Mấy thanh niên này sẽ báo vào trong nha các bạn. Mình sẽ tấn công mấy thanh niên này. Cho mấy thanh niên này không kịp trở tay luôn. Không kịp trở tay thì làm sao bắt được trong kia. À, có vũ khí luôn các bạn ơi. Này thì có vũ khí nè. Này thì có vũ khí nè. Rồi, thêm thanh niên này nữa. Này thì nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ nè. Mấy thanh niên này sẽ canh chừng đó các bạn. Khi mà có nhà báo hoặc là có ai đó lạ đến đây thì mấy thanh niên này sẽ báo vào phía trong kia nha. Phía trong kia sẽ ngắt đi nguồn nước đó các bạn. Mình tấn công mấy thanh niên này trước cái đã. Rồi ông chú, lên xe thôi ông chú ơi. Ok rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái đường ống mà xả nước thải ra ngoài ha. Theo mình biết hình như là cái đường ống đó nó sẽ đi ngầm xuống đất nha. Tìm ra cái đường ống đó thì bị khó đó các bạn. Mình sẽ cố gắng tìm được cái đường ống đó và mình sẽ chụp hình lại nha. Trong rồi ta. Bây giờ mình đi thẳng vào đó thì mọi người sẽ phát hiện ra mình đó các bạn. Ok, từ từ cái đã. Bây giờ mình sẽ đi bằng đường phía ngoài đây nha. Ok, đi bằng đường phía ngoài luôn. Ui. Chạy xe lủi vào cái bụi cây rồi các bạn. Nào ông chú, lên xe thôi ông chú ơi. Để mình xem thử đó các bạn. Hình như là hướng này nè các bạn ơi. Ok, mình đã xác định được hướng rồi các bạn. Việc bây giờ mình cần làm là mình sẽ tìm được cái đường ống đó nha. Rồi sau đó mình sẽ chụp hình lại. Nào, ông chú ơi. Ôm con chắc vào nhà ông chú. Cái đường chỗ này gập ghềnh ghê luôn các bạn. Chạy xém chút xíu nữa là mình với ông chú này úp mặt vào vách đá rồi ha. Nào, bỏ xe đây.
và lặn xuống nước xem thử thôi các bạn. Mình đã nói ông chú ôm mình chắc vào rồi mà ông chú không chịu nghe đâu. Vừa thả xe xuống phá một thôi, ông chú té luôn các bạn. Đâu rồi ta? À đây rồi các bạn ơi, một cái đường ống này nha. Rồi ok, mình đã xác định được đường ống rồi các bạn ơi. Ồ, một chút nữa thì mình sẽ kêu ông chú của mình chụp hình lại nha. Đâu rồi ta? Còn có thêm một cái đường ống khác nữa các bạn. Có phải là phía đằng kia không ta? Nhiều đường ống lắm các bạn ơi. Ồ, ở đây. Đằng đây. À không phải. Để mình xem thử đã các bạn. Rồi, mình đã tìm thấy được một cái đường ống đầu tiên nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ quanh ra ở đó và mình chụp hình cái đường ống đó ha. Mình sẽ để cho ông chú mình tiếp tục bơi đi tìm đi các bạn ơi. Đâu rồi ta? Ờ, hình như là ở hướng này thì phải. Ồ, mình bơi một đoạn phải nói khá là xa đó các bạn. Trông như vậy thôi chứ bơi xa lắm nha. À, kia rồi các bạn ơi. Mình đã thấy cái đường ống xả nước thải ra ngoài đây rồi ha. Bây giờ mình sẽ chụp hình lại rồi sau đó mình sẽ gửi cho cảnh sát nha. Ui, mấy anh đây cảnh sát ơi, đuổi theo em thoải mái đi nha. Em không sợ mọi người đâu. Và mình là cô Ra Vàng này các bạn. Hiện tại thì mình với lại Kelly đang thực hiện phi vụ ha. Thì cảnh sát đã phát hiện ra tụi mình rồi các bạn. Ơ Kelly, có chuyện gì vậy? Lên xe thôi em ơi. Kelly chính là bạn gái của cô Ra Vàng nha các bạn. Đó, mấy anh đây cảnh sát ơi, tụi em phía trên đây nè, chỉ có 2 sao thôi các bạn, cho nên là tụi mình sẽ không sợ mấy đại cảnh sát đâu nha. Thoải mái luôn đi mấy anh trai. Đây các bạn, cô Ra Vàng chở Kelly trên con xe mui trần nha. Đưa em đi chơi xa trên con xe chân ga. Rồi bắt đầu luôn. À mình quên các bạn, con xe này thì làm sao bắt đầu được. Wow, xe mui trần chạy đường sa mạc nha, phải nói khá là ok luôn á. Rồi thắng lại. Ui, từ. Ủa, mình nhớ hồi nãy mình có đụng chỗ nào không mà sao cái nắp capo của mình nó bung ra ngoài rồi. Rồi luôn các bạn ơi, bể hết một bên đèn xe nha. À, đã mắc sao rồi các bạn ơi. Đối với cô Ra Vàng thì 2 sao phải nói khá là dễ luôn ha. Rồi, Kelly, xuống xe thôi, chúng ta đi vào đây mua đồ. Hello, anh trai Thu Ngăn. Ủa, Kelly có chuyện gì vậy? Ủa, tại sao Kelly lại lấy vũ khí ra tấn công mọi người? Nào Kelly. Ồ, anh trai đó hình như là có vấn đề hay sao đó các bạn ơi. Hả? Đừng có nói là lại dịch bệnh đó nha. Rồi luôn các bạn ơi, dường như là có một loại dịch bệnh mới nha. Này nha, lại đây. Zombie với mình nè. Ồ, không ổn rồi các bạn ơi. Ồ, anh trai này bị gì đây? Đây các bạn. Hả? Cơ thể của anh trai này mình thấy có thứ gì đó kỳ lạ các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè. Ui, tay chân bị nhiễm ký sinh trùng hay sao đó các bạn. Nhìn đúng ghê luôn ha. À, này thì bị nhiễm ký sinh trùng nè. Ghê quá các bạn ơi. Kelly, cẩn thận Kelly. Ui các bạn ơi, mấy anh trai bị nhiễm ký sinh trùng khá là nhiều luôn á. Cẩn thận Kelly ơi, coi chừng bị nhiễm ký sinh trùng đó. Mấy anh trai này bị nhiễm ký sinh trùng rồi các bạn ơi. Cơ thể lỗ hang tùm lum tùm la à. Cái này giống như là hội chứng sợ lỗ đó các bạn. Nhìn vào mấy anh trai đó sợ thật sự luôn nha. Đâu rồi ta Kelly ơi, đi theo mình nè Kelly. Đi theo anh nè Kelly ơi. Chúng ta cần phải đi gần nhau để hỗ trợ nhau dễ hơn nha. Đâu rồi này nhá. Ui, tay chân đúng ghê luôn các bạn ơi. Đây, mình nghĩ là mình cần phải cần. Ui, anh trai cảnh sát cũng biến thành zombie được các bạn ơi. Mình nghĩ là mình cần phải có một chai bom xăng nha. Này nha. Ôi, chỉ có bom xăng mới có thể ngăn chặn được loại virus đó các bạn ơi. Mình mà không thiêu nó thì nó sẽ lây nhiễm cho mọi người nha. Rồi, ném bom xăng nè Kelly ơi. Đúng rồi Kelly, chạy đi Kelly ơi. Đây các bạn ơi, anh trai nè. Ui, cơ thể của anh trai này sao mà lỗ hang khắp nơi vậy? Chỉ còn lại có đôi mắt là không bị thôi các bạn ơi. Còn khắp cơ thể nè đều bị nhiễm ký sinh trùng nha, đúng ghê luôn á. Này thì ký sinh trùng nè. Thôi, ngay cả cảnh sát cũng bị nhiễm luôn các bạn. Được rồi. Ký sinh trùng nè. Sao mà chạy nhanh như vậy? Thôi từ. Để mình ném âm xăng. Mình cũng là cảnh sát. Rồi luôn các bạn ơi, không kịp rồi.
anh trai cảnh sát cũng bị nhiễm ký sinh trùng nha. Kelly đâu rồi ta? Kelly đâu rồi ta? Lên xe, lên xe, lên xe, lên xe. Lên xe Kelly ơi, lên xe, lên xe, lên xe. Ôi, anh trai cảnh sát tấn công Kelly rồi các bạn. Rồi luôn. Kelly cũng đã bị zombie tấn công rồi các bạn ơi. Tất cả mọi người ở đây hiện tại bây giờ đều bị nhiễm ký sinh trùng nha. Rồi còn anh trai nữa. Bị nhiễm hết rồi các bạn. Đây các bạn nhìn nè, cơ thể lỗ hang không à, nhìn đúng ghê luôn á. Cái này mà ai bị nhiễm hội chứng sợ lỗ đó các bạn là dễ bị ám ảnh lắm nha. Nào 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 Kelly, có sao không vậy? Rồi luôn các bạn ơi, mình nghĩ là Kelly cũng bị nhiễm rồi ha. Đây các bạn nhìn nè, tất cả mọi người ở đây hiện tại bây giờ đều đang bị nhiễm nha. Ok, mình sẽ liên hệ với lại Cora đỏ. Mình sẽ kêu Cora đỏ mặc vào bộ giáp mắt tâm lâm để đi đến đây tiêu diệt mấy con zombie nè các bạn. Đây là zombie phiên bản nâng cấp rồi các bạn ơi, bị nhiễm ký sinh trùng ha, chứ không phải như là zombie phiên bản bình thường đâu các bạn. Đâu rồi ta, Kelly đâu rồi? Để mình chạy đây, mình nhìn lại Kelly một lần cuối nha các bạn. Kelly không sao à? Lên xe được không? Kelly vẫn còn tỉnh táo các bạn ơi. Kelly vẫn còn lên xe được nha. Đây 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 đây, một con virus, một con ký sinh trùng nè. Kelly lên xe thôi Kelly ơi. Nhìn lên, 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 Kelly. Ui các bạn nhìn kìa, ở đó có một tên nè, hai tên nè, ba tên, bốn tên, năm tên, năm tên bị nhiễm ký sinh trùng đặc biệt luôn các bạn. Anh đây cảnh sát đang ngồi trong xe cũng bị nhiễm luôn rồi, ghê thật sự luôn ha. Thôi thôi, bây giờ mình sẽ chuồn thế này nha các bạn. À một khoan đã, để mình nhắn tin cho cô ra đỏ đã nha. Ok, được rồi các bạn ơi, cô ra đỏ đã nhận được tin nhắn rồi ha. Bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha. Đây rồi các bạn ơi, hình như chỗ này là vị trí của cô ra vàng đã báo với mình nè. À, để mình xuống đây mình xem thử nha. Đâu rồi ta? Hả? Khu vực này mình thấy khá là an toàn mà. À đây rồi các bạn ơi, một con virus mình đã xác định được. Đấm nè. Đó các bạn, các bạn thấy có ra đỏ ngầu không? Mọc ra hai thanh kiếm từ hai cánh tay nha. Đây chính là công nghệ nano đó các bạn. Đó, cái ba lô của mình á thì mọc bốn cánh luôn. Để mình xem thử đã. Đâu rồi? Mấy thanh niên mà ở trên người xuất hiện mấy cái lỗ lỗ đó các bạn. Mấy thanh niên đó chính là ký sinh trùng chúa nha. Đâu rồi ta? Sao mình không thấy mấy thanh niên đó nữa? Chỉ có những loại virus zombie bình thường thôi các bạn ơi. Rõ ràng là hồi nãy cô ra vàng nói với mình là ở chỗ này mà. Đâu rồi? Sao mình không thấy ai hết vậy? Rồi anh trai kia, né sang bên đi, con virus này để mình lo cho. Rồi rồi luôn, tới công chuyện luôn các bạn. Tự dưng mình lại đó mình giúp đỡ cái lấy vũ khí đã tấn công mình. Mọi người ở đây khó hiểu thật sự luôn ha. Đâu rồi, đâu rồi? Đó 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 đó. Lấy vũ khí đã tấn công mình đi, anh trai kia chạy xe lại ủi luôn các bạn. Đâu rồi ta? Ở đây không có mấy con ký sinh trùng chúa à? Để mình lại đây mình xem thử nha các bạn. Mấy con ký sinh trùng chúa. Anh trai này không phải rồi. Mấy anh trai này không phải luôn. Mọi người tại sao lại vừa chạy vừa té ta? Mình không hiểu luôn các bạn. Rồi tạm thời bây giờ thì mình sẽ sử dụng những vũ khí làm từ nano trước ha. Một chút nữa thì mình sẽ mặc vào bộ giáp của Iron Man nha các bạn. Bây giờ thì tạm thời mình sẽ đi kiểm tra đây. Nào mọi người, đi về nhà đi mọi người ơi. Đi về nhà đi. Ở đây có mấy thanh niên đang bị nhiễm virus đó. Vậy mà mọi người còn đứng đây được nữa hả? Nói các bạn ơi, mình vừa nghe cái tiếng gì cơ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. À, ở phía đằng kia, ở phía đằng kia, ở phía đằng kia. Đó các bạn ơi, mấy con virus này á thì máu đến 1000 rồi nha. Còn người bình thường á thì chỉ có 100 thôi các bạn. Cái độ trâu bò của nó thì gấp 10 lần của người bình thường ha. Mình đánh liên tục luôn này các bạn ơi. Mà sao cái lượng máu không giảm xuống ta? Đấy các bạn, ui, phát hiện một con virus chúa nha. Này thì virus chúa nè, đấm như vậy thôi cũng đã nữa các bạn. Đó, đấm nè, đấm nhầm xe mọi người rồi. Chỗ này có em chó. Nào 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 em chó, né sang bên. Virus nè, virus nè, phải như vậy chứ. Hai cái tay của mình mọc ra hai cây kiếm nha các bạn. Đó, buổi tối á thể bị đẹp luôn các bạn. Hai cây kiếm này á nó sẽ phát sáng nha. Hiện tại bây giờ ban ngày rồi các bạn, cho nên là nó không có phát sáng ha. Đâu rồi, ở khu vực này có không? Mình sẽ đi kiểm tra hết tất cả mọi hướng ở luôn các bạn.
Rồi ở phía đằng kia nữa. Nào mọi người, có ai bị nhiễm virus không? Có ai bị nhiễm virus không? Ồ, nào. Ui, mình bấm nhầm rồi các bạn ơi, mình bấm nhầm rồi. Bây giờ mình sẽ chỉnh sang cái chế độ súng khác nha. Ui, zombie nè, bắn ra tia năng lượng từ lòng bàn tay luôn các bạn. Đó, trước ngực mình nữa nha. Đủ thứ công nghệ luôn đây các bạn ơi. Cô ra đỏ, mọc ra hai càng cua nè. Đó, hai càng cua này là mình có thể bắn được tia năng lượng nha. Rồi, zombie chúa nè. Zombie chúa nè, mình biết ngay mà, phải không ta? Chính xác luôn các bạn ơi, zombie chúa nha. Nào. Cắn mọi người nè. Oh, wow, máu của nó là màu đen các bạn ơi. Zombie chúa nè. Đâu rồi ta? Ký sinh trùng chúa chứ các bạn. Mình gọi rằng zombie chúa ha. Rồi lại đây. Một phát một vào miệng nè. Rồi, thêm một con nữa. Đông quá rồi các bạn ơi. Với bộ đồ này thì mình chỉ sử dụng được một số kỹ năng thôi nha. Mình cần phải mặc vào bộ giáp cái Demon các bạn. À, hai tên cướp kia. Ôi, mấy anh cảnh sát từ từ, để em. Này thì cướp nè. Chạy xe cho lũi vào bộ cây luôn các bạn ơi. Đó, này thì hai tên cướp hả? Rồi, mấy thanh niên kia nữa. Rồi, bắn ra tia laser quỷ diệt. Tia laser quỷ diệt đây. Zombie chúa với mình hả? Ôi, mình nghĩ rằng mình sẽ lấy ra bộ đồ của Iron Man nha các bạn. Kỹ năng này bị hạn chế quá, mình đánh đấm nó không có đã nha. Phải mặc vào bộ giáp của Iron Man, đến lúc đó thì đánh đấm mới đã các bạn ơi. Wow, mặc vào cái bộ giáp của Iron Man cái khác biệt rõ ràng luôn các bạn. Đây, các bạn nhìn cái màn hình của mình nè, đầy đủ thông số luôn các bạn, ổn định thật sự luôn ha. Nào, con zombie kia lại đây. Một hit một thôi các bạn ơi. Nguồn năng lượng từ lòng bàn tay của mình nha. Chạy đâu. Ô, hình như là ở khu vực ngã tư Tử Thần có một vụ việc gì đó đang xảy ra các bạn. Bây giờ mình sẽ đến đó để mình hỗ trợ mọi người nha. Trong cái bộ giáp này nó cũng có thể định vị được những nơi mà đang xảy ra nguy hiểm ha. Chỗ này thì mình hay gọi là ngã tư Tử Thần này các bạn. Hello, xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, có ai cần mình giúp đỡ không? Đây các bạn. Ô, cái mặt đồng hồ gần bản đồ Countermet, nó có thể đo được đầy đủ thông số luôn các bạn. À, phía dưới bản đồ Minimap chứ, nó đo đầy đủ thông số luôn nè. Tốc độ chạy nữa các bạn ơi, đã thật sự luôn á. Ồ, rõ ràng là mình nhận được một cái thông báo là ở khu vực này đang xảy ra một cái vụ việc gì đó mà. Chính xác luôn các bạn ơi. Này nha, zombie chúa nè, ký sinh trùng chúa nè. Ngoài ra mình cũng có thể đổi được cái chế độ màn hình nha các bạn. Nhưng mà cái chế độ này thì mình thích hơn nha. À, bên phía tay phải của mình đó các bạn, có nguyên cả cái mặt đồng hồ luôn ha. Nhìn đã thật sự luôn các bạn ơi. Đây, chuyển sang mặt khác nè. Ồ, cái mặt này thì nó không có được đẹp cho lắm nha. Mặt này thì mình thấy cũng ổn rồi các bạn. Nhưng mà mặt này mình thích hơn nha. Cái nào thích thì mình sẽ dùng cái đó ha. Zombie chúa nè, tán phát mọi người các bạn ơi. Lần này á thì mình sẽ tán bằng tay không nha. Mình sử dụng nano cho những vũ khí khác ha. Rồi, để mình xem thử đây các bạn ơi. Đó các bạn. Phía dưới bản đồ minimap á, nó có để là weapon type nha. Mình có thể thay đổi tìm mọi loại vũ khí mà mình nhìn ở dưới mình biết ha. Rồi, chưởng nè. Đó, loại vũ khí bằng hai cánh tay luôn. Gầm và chưởng. Kỹ năng này thì hồi nãy mình đã sử dụng rồi các bạn. Nhưng mà lúc nãy á thì chỉ có một cánh tay thôi nha. Ui, ký sinh trùng chúa các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ thử sử dụng hai cánh tay luôn. Rồi, gầm và chưởng zombie chúa với mình nè. À, một hiếm một thôi. Chưởng nè. Cả một khu vực luôn các bạn ơi. Không thể nào đùa được đâu nha. Đây, kỹ năng này mới gọi là đã này các bạn. 3, 2, 1. Phía sau lưng mình mọc ra mấy cái cánh nha. Ở cái gì vậy? Con chó cũng mới thành zombie nữa à. Căng thật sự luôn các bạn ơi. Ngay cái em chó cũng mới thành zombie nữa.
Vậy là một mình không thể nào tiêu diệt được hết đám zombie này nha. Đó các bạn ơi, ký sinh trùng chúa kìa. Hình như là ký sinh trùng chúa có thể lây nhiễm cho mọi người, và mọi người sẽ biết thành ký sinh trùng chúa nha các bạn. Ồ, ghê thật sự luôn á. Rồi, trưởng nè. Đó, kỹ năng này cũng đã nữa các bạn. Mình sẽ để dành những hạt nano cho những kỹ năng đặc biệt như vậy nha. Còn mọc ra bên cánh tay á thì sử dụng nó hơi chán các bạn. Rồi, trưởng nè. Ký sinh trùng chúa hả? Mình thấy hình như là hai cánh tay cần cua. À, cái này là chế độ đạn thường các bạn ơi. Ờ, chế độ đạn lửa nè. Ồ, đó, bắn vào chiếc xe đó cháy luôn nha. Đây là chế độ đạn gì đây? À, cũng đạn nổ luôn các bạn ơi. Đạn này thì nó hơi yếu nha. Một cái là đạn lửa, còn một cái là đạn nổ đó các bạn. Mấy chế độ này yếu quá. Mình muốn sử dụng chế độ khác. Rồi, để mình lên đây mình đổi chế độ nha. Mình đứng dưới kia thì mấy con zombie sẽ chạy lại gần và nó sẽ cắn phá bộ giáp của mình đó các bạn ơi. Một hai con thì không sao nha, nhưng mà đông quá thì cái bộ giáp của mình chạm sang các bạn ơi. Đó, nổ mấy con zombie luôn nha. Ờ, chế độ tên lửa nè các bạn. À, tên lửa này thì cũng khá là ok nha. Đó, bắn lên tên lửa. Bắn lên tên lửa. Phải như vậy chứ. Bắn lên tên lửa như vậy thì phải nói khá là hiệu quả các bạn. Rồi, mấy con ký sinh trùng chúa hả? Một viên tên lửa thôi là cho đi bắn muối nha. Rồi, lại đây. Ô, tụi nó vẫn còn ngoài vậy bình thường các bạn ơi. Ôi, anh trai kia làm highlight. Đấy các bạn, anh trai đã bay từ chỗ này qua bên chỗ đó luôn. Ồ, mấy con ký sinh trùng chúa này nó có kỹ năng tự hồi máu nha các bạn. Rõ ràng 1000. Đó, mình bắn nó còn lại giống 1000 luôn các bạn ơi. Ôi, làm sao bây giờ đây? Căng quá các bạn ơi. Ồ, cái này là bắn phá một xỉu này các bạn. Rồi, ký sinh trùng chúa hả? Xỉu không? Ồ, xỉu luôn các bạn ơi. Nhưng mà kỹ năng này á, tụi nó chỉ xỉu tạm thời thôi các bạn, chứ mình không thể nào mình tiêu diệt được nó nha. Rồi, để mình đổi sang kỹ năng khác cái đã. Rồi, xong luôn các bạn ơi. Kỹ năng của mình quay đi quay lại thì nó cũng chỉ có bao nhiêu đây thôi. Nhưng mà mình vẫn thích kỹ năng này nhất nha. Kỹ năng này á, mình gồng năng lượng từ hai cánh tay của mình đó các bạn. Hai cánh tay cần cua nha. Rồi sau đó mình sẽ đẩy ra một nguồn năng lượng phải nói cực kỳ lớn luôn. Anh trai Thu Ngăn ơi, rồi khỏi đây nhìn lên đi anh trai. Bắn nè, chuẩn bị cả một khu vực luôn đó các bạn. Không thể nào đùa được đâu. Anh trai Thu Ngăn nữa, đi về đi anh trai ơi. Ồ các bạn ơi, ảnh cũng bị biến thành zombie luôn rồi kìa. Đó. Zombie Thu Ngăn hả? Cho zombie Thu Ngăn tới công chuyện luôn các bạn. Rồi, để mình bật chế độ màn hình đi các bạn ơi. Chơi mình đổi sang 2-3 cái ha. Rồi, năng lượng đây. Mình cứ sử dụng một loại màn hình hoài như vậy thì nó hơi bị chán nha. Sử dụng 3-4 loại màn hình luôn các bạn. Rồi, và trước khi kết thúc video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ cho mình xin một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Rồi còn anh trai nữa. Ủa, sao lại đến em anh trai? À, có vũ khí luôn các bạn ơi. Thôi. Đối với anh trai á, thì em không muốn đánh anh trai đâu. Ảnh cũng là con người bình thường thôi các bạn ơi. Rồi, bắn thuốc mê nè. Ơi, cái gì vậy? Rồi luôn các bạn ơi. Nào, cái bộ giáp của mình. Đừng có nói là mình cũng bị nhiễm virus nha. Nào, bắn tên lửa. Rồi, đây các bạn ơi. Hồi nãy mình quên chỉnh ha. Đó, bắn thuốc mê nè. Đây là con ký sinh trùng chúa. Bắn thuốc mê. Nào. Nó biết mình bắn nó bỏ chạy các bạn ơi. Đó, có ngoài vậy được không? À, được đó các bạn ơi. Tạm thời bây giờ thì mình sẽ khống chế tụi nó bằng cái loại thuốc mê này nha. Rồi, thêm một con zombie nữa. Này nha, ký sinh trùng nè. Ui, ký sinh trùng chúa xuất hiện khá là nhiều đó các bạn ơi. Bắn thêm một con nữa. Ký sinh trùng chúa nè. Này nha, ký sinh trùng chúa hả? Được rồi đó các bạn ơi. Ui, chỗ này lại thêm mấy con nữa nè. Ô, công nhận tụi này sinh sản nhanh thật sự luôn các bạn ơi. Quay lại là mình lại thấy thêm có một nhóm ký sinh trùng mới nha. Đông lắm các bạn ơi. Chỗ này đông lắm. Ok, nếu như nó đông như vậy, một mình thì mình sẽ không thể nào xử lý được hết đâu các bạn. Cho nên là mình sẽ gọi đội Cora của mình đến đây để hỗ trợ mình nha. Rồi, bắn nè. Ồ, mình bắn cả mấy phát nó mới xẻo đó các bạn ơi. Còn anh trai nữa. Tạm thời hãy xẻo đi anh trai.
Nếu như mà mọi người xỉu thì mấy con zombie này xỉu nhầm là mọi người đã bị tiêu diệt nha các bạn. Và nó sẽ không thể nào tấn công mọi người được nữa. Ồ, phía trong này có ai không? Ôi, có hai con luôn, có hai con luôn. Này nhá, bò nè, bò nè, bò nè, một con. Bò với mình hả, bò với mình hả? Ê, chạy, 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 chạy. Bò với mình hả? Bò với mình hả? Đó, 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 các bạn ơi, tụi nó đông quá, tụi nó đông quá. Này nhá, bắn nè. Bắn nè, bắn thuốc mê, bắn thuốc mê, bắn thuốc mê, bắn thuốc mê. Anh trai này ngủ đi anh trai ơi. Rồi, 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 từ 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 từ. Ui, cái con này cái đầu nó ghê quá các bạn ơi. Đấy các bạn nhìn nè, cái đầu của nó. Ui. Nó bị tấn công cả hết cái đầu luôn các bạn. Ghê dữ vậy. Này nhá, ký sinh trùng này bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên. Hit and run thôi các bạn ơi. Rồi, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Để mình xem thử đã. Ờ, khu vực này cũng bị nè các bạn. Ngã tư tử thần cũng bị nè. Vỡ dùng quay bất ổn cũng bị nè ha. Vậy là có thể toàn bộ khu vực ở đây, tất cả mọi người đều đã bị nhiễm rồi các bạn ơi. Cho nên là bây giờ mình sẽ liên hệ với đội Cora của mình. Hình như là ở trong kho của Iron Man vẫn còn lại 3 đến 4 bộ giáp nữa các bạn. Mình sẽ cho Cora vàng, Cora xanh, Cora tím, mỗi người bằng một đội, rồi sau đó đến đây để hỗ trợ mình nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.